Hi, chào các bạn, chào buổi sáng. Hôm nay là sáng thứ bảy của chỗ mình đó. Ngủ nhiều quá mặt sưng luôn. Xin phép các bạn nha, uống miếng cà phê. Mình buổi sáng ra là mình phải có ly cà phê à, không có cà phê không có làm gì được hết trơn á. Đi đâu du lịch là cũng xách theo cái phin với lại bịch cà phê. Video hôm nay chúng ta sẽ nói về làm sao để bước ra khỏi một cuộc tình không hạnh phúc. Các bạn đã bao giờ ở trong một cuộc tình hoặc là có thể các bạn đang ở trong một cuộc tình mà cái người bạn trai không có đối xử với mình theo đúng cái cách mà mình muốn. Mình không có hạnh phúc trọn vẹn, nhưng mà mình không có đủ dũng mãnh để bước ra khỏi cái cuộc tình đó. Thì các bạn phải làm sao? Có thể là mình thấy nhiều bạn cũng muốn dứt bỏ nhưng mà không bỏ được. Bỏ đi rồi quay lại, bỏ đi rồi quay lại. Thật sự nếu như mà người ta đối xử với mình không tốt thì có nghĩa là tại vì mình cho phép họ đối xử với mình như vậy. Nếu như các bạn rời bỏ đi thì anh ta đâu có đối xử với các bạn như vậy được. Đôi khi chúng ta cần phải bỏ đi các bạn, tại vì đàn ông á, họ một cái câu nói rất là bình thường nhưng mà nó thực tế là họ không có hiểu được cái gì họ đang có cho tới khi họ bị mất đi cái điều đó. Đôi khi cái hành động mà các bạn rời bỏ đi sẽ là thức tỉnh anh ta, nhưng mà cái chuyện thức tỉnh hay không là cái chuyện chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng chúng mình không có thể chấp nhận họ đối xử với mình như vậy. Cuộc đời của bạn màu hồng hay cuộc đời của bạn màu đen hay màu xám là do bạn tự tô màu cho nó. Nếu như mà bạn chọn nó là màu xám, đó là do sự chọn lựa của bạn. Nhưng làm sao để chúng ta rời bỏ được các bạn? Một em gái trẻ em than với mình, em nói: "Em ơi, chị ơi, em biết là anh ta không có đối xử tốt với em biết, nhưng mà em không có rời bỏ đi được. Chị đã thông giùm em cái suy nghĩ của em." Thì mình hy vọng là mình làm video này cũng sẽ giúp được nhiều bạn gái trẻ gặp những cái trường hợp tương tự. Trong tình cảm không phải là sự trao đổi mua bán, nhưng nó là giữa cho và nhận. Mình cho đi và mình nhận lại. Nếu như mình không nhận lại đúng những cái điều gì mình mong đợi thì mình phải suy nghĩ lại các bạn. Lúc mà mình đi học ở trường đại học á, thầy giáo dạy với mình là cái ông giáo sư ông giảng là cái gì trên đời này nó cũng có cái giá của nó. Mình không nói ở đây các bạn trao đổi ở trong tình cảm, nhưng mà cái giá của nó là gì? Khi cái anh ta muốn có được bạn, anh ta muốn thành bạn trai của bạn, anh ta muốn được hẹn hò với bạn, thì có nghĩa là anh ta phải đầu tư tình cảm, đầu tư vật chất, đầu tư thời gian. Vật chất ở đây không có nghĩa là anh ta phải cho quà hay là cho tiền gì mình hết, nhưng mà khi hai người đi chơi với nhau đương nhiên chúng mình phải xài tiền đúng không? Thời gian anh ta phải spend time với mình, anh ta phải dành thời gian, sắp xếp thời gian bận sao không biết, nhưng mà trong cái khả năng của anh ta có bao nhiêu thời gian dành cho bạn. Anh ta phải công sức hoặc là tâm trí, tình cảm, tâm tư của anh ta phải dành cho bạn và sự ưu tiên nữa. Nếu như mình là bạn gái thì mình phải có một số cái sự ưu tiên nhất định, chứ họ không thể nói là họ công việc, thời gian, họ không có thời gian vì công việc, vì chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Thì cái đó là cái giá của cái sự mà họ họ muốn được mình, họ phải đầu tư như là mình đã nói với các bạn. Nhưng nếu mà họ không không dành cho các bạn đủ những cái bạn muốn thì sao? Nó một ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ như các bạn muốn đem một món đồ đi ra chợ để bán, và cái món đồ đó bạn muốn bán 100 đồng. Nhưng cái người mua họ nói là không, tôi chỉ có 50 đồng thôi, cô bán cho tôi đi. Bạn có chấp nhận bán cái món đồ của bạn một nửa giá không? Bạn chỉ nhận lại 50 thôi, mặc dù cái món đồ của bạn nó vẫn trị giá là như vậy. Nếu như bạn đồng ý chấp nhận hạ giá 50% thì là bạn đã tự hạ giá bản thân mình. Bạn có thấy những cái trường hợp như là những cái món đồ mà nó giá trị nghệ thuật, ví dụ như những cái bức tranh hoặc là những cái món đồ cổ mà
ra ngoài một cuộc đấu giá, có người 10 đồng họ không mua, có người 5 đồng họ không mua, nhưng có người sẵn sàng họ trả hàng triệu triệu để họ giành được trên tay của người khác. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè bạn. Tại vì khi cái người mà họ trả giá bạn 50% off đó, họ không có đánh giá cao cái món đồ mà họ sở hữu. Họ chỉ đối xử với nó ở cái giá trị mà họ nghĩ là 50% off thôi. Còn cái người mà họ sẵn sàng họ trả hàng triệu đồng để họ sở hữu được cái món đồ mà họ phải giành giật với người khác để họ có được, thì họ sẽ nâng niu, họ quý trọng hơn. Thì các bạn muốn như thế nào? Các bạn muốn mình ở trong một cái hoàn cảnh là anh ta coi bạn là 50% off, hay anh ta coi bạn là một cái bảo vật mà anh ta phải trân quý? Cái đó là do mình chọn lựa, đúng không nào? Thì mình đưa ra một cái ví dụ như vậy, rất là cụ thể, rất là dễ hiểu. Người tiếng Anh nó có một cái câu là do not settle for less. Đừng có tự chấp nhận những cái giá trị mà nó thấp hơn các bạn. Họ không, khi mà các bạn chấp nhận cái cuộc tình đó là các bạn đã chấp nhận tự hạ giá bản thân mình. Tại vì khi các bạn phải rời bỏ đi thì các bạn mới có được cái cơ hội tốt hơn. Có thể là anh ta sẽ ý thức ra được, anh ta sửa đổi, anh ta quay trở lại, cái chuyện đó mình không nói. Nhưng mà có thể các bạn sẽ gặp được một người khác tốt hơn. Tại vì rất là nhiều người tốt ở ngoài kia, tại sao mình phải chấp nhận một người mà họ đối xử với mình không tốt? Mà cái điều quan trọng là các bạn hiểu không, đàn ông đôi khi các bạn ra ngoài xã hội, các bạn gặp một cái người tốt hơn, có cơ hội gặp một cái người họ có thể yêu thương mình hơn, tốt hơn. Nhưng nếu các bạn đang có bạn trai thì anh ta sẽ không bao giờ tiến tới với các bạn hết. Bởi vì đàn ông họ suy nghĩ như vậy này, giữa hai cô gái, một cô độc thân và một cô đã có bạn trai. Mặc dù cái cô đã có bạn trai đó xinh đẹp, giỏi giang, rất là đầy đủ điều kiện mà anh ta mong muốn, nhưng vì anh ta nghĩ là cô ta là hoa đã có chủ rồi, hoặc là anh ta thấy cô ta đã có bạn trai rồi, anh ta sẽ lùi lại, anh ta sẽ không tấn công cái người đó, nhưng mà anh ta sẽ dành sự ưu tiên cho những cái cô gái mà độc thân available hơn. Cho nên khi mà bạn cứ giữ mình vướng víu với lại cái người bạn trai, họ không có đối xử tốt với các bạn, thì các bạn đã tự làm mất đi những cái cơ hội khác để mình gặp được những cái người tốt hơn. Đôi khi mình phải chấp nhận, mình biết là để mà bước ra rời bỏ một cái người mình đang quen vì tình cảm, không phải là một món đồ mà nói dục đi là dục đi. Nhưng mà đôi khi nếu mà mình mạnh mẽ, mình làm được, thì mình sẽ đem đến cái sự happy cho mình. Tại sao phụ nữ có những cô happy, có những cô unhappy? Tại sao? Tại vì cái người họ happy, họ dám tự giải phóng cho họ, giải thoát họ khỏi một cái cuộc tình mà họ không có hạnh phúc. Các bạn hiểu không? Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó hết. Nếu như ngày hôm nay các bạn không dứt khoát thì các bạn sẽ không có được những cái điều tốt hơn. Các bạn có thấy bao giờ những cái cô mà các cô bạn gái họ hạnh phúc không? Họ lúc nào họ cũng đã phải từng gặp trước đó những cái anh không tốt rồi. Chứ không có ai mà tự nhiên lần đầu tiên mà yêu mà gặp ngay cái người tốt mà yêu thương mình hết. Mình cũng phải rút ra những cái bài học, mình cũng phải bước vào những cái cuộc tình sai lầm. Nhưng mà vấn đề là các bạn có mạnh dạn để các bạn bước ra được hay không. Thì mình hy vọng là cái ví dụ của mình, cái giá trị bản thân của mình, các bạn nâng, cái mà các bạn cần làm á, là nâng giá trị bản thân mình lên để mình gặp được những cái người họ trân quý mình hơn, họ đánh giá cao mình hơn, họ yêu mình hơn. Các bạn hiểu không? Mình hy vọng là video của mình sẽ giúp được cho một số những em gái trẻ đã thông được suy nghĩ và hạnh phúc hơn trong tình cảm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau.